Huyền Tiên xin chào cô chú anh chị đang quay trở lại với kênh của Huyền Tiên. Bữa nay là có bé My lên để lau mộ cùng với mấy anh em cô chú anh chị ơi. Đó, vui quá ha. Đó là phải nói là chú xe chuyển nha My. Bữa nay là Hải Thủy vắng mặt mà lại có bé My đi về quê sinh nhật. Đi về quê sinh nhật. Ồ, ghê chứ. Mũi trâu không? Ủa em với Hải ai cao hơn My? Trời đất ơi. Rồi vậy nó trồng chen. Nó trồng chen đây rồi. Trồng chen. Trồng cao rồi. Trồng rồi. Rồi xếp qua viên bữa nay xuống sớm nha. Chuẩn bị tới đại lễ Vu Lan rồi. Nên là xếp đang trồng hoa múa. Trồng hoa rồi nhổ cỏ rồi hết. Bây giờ thì hoa quẹt hả? Không có, để đây làm cái này bên đây luôn đi. Chứ. Không nhận. Đẹp mà sắp cũng đẹp ha. Không nhận được gói họ kéo tay quá chừng. Bữa nay là ngày thần tài. Hấp nhang luôn lớn hả? Hấp nhang luôn. Thần tài cho mấy anh em mình cầm hương đi cái bàn thắp lượt luôn. Thôi đẹp, em để máy bên đây chắc đẹp hơn anh lớn à. Ủa anh Tiên có nhang chưa? Chưa. Vậy là em đốt vô đủ em ơi. Nghe nói là cái hoa này nó sẽ nở ra mà không biết chừng nào nở. Nó đâu có nở. Vậy hả? Ừ. Qua kia nghe kia ai nó nở. Cái trái nó là rồi mà. Rồi. Người ta bé mì cúng buổi sáng cho chú. Lau mộ mấy anh em ơi. Hả? Lau mộ sáng cho chú. Bữa nay là cúng bánh ít. Bữa nay là bên hoa viên người ta sẽ chuẩn bị cây cảnh rồi đó anh. Đây là chuẩn bị cây kiển rồi đó. Thứ bảy này thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy là ngay lễ luôn. Trưa và chiều thì dông thường cũng rồi là buổi nha. Anh lớn đang dự báo thời tiết phải không? Phải. Nhưng mà bên kia cũng cúng mà thì buổi chiều là cái điều là cô hồn cách nạn á là buổi chiều là 6 giờ á chẳng dạng á. Ước dòng á. Dạ. Còn buổi sáng là mình thì cầu siêu. Buổi sáng là 11 giờ á, buổi trưa 11 giờ á. Dạ. Trai cũng ăn cùng làm lễ xong rồi cho là ai ăn vô ăn luôn. Đúng rồi, nghe nói đãi là mấy trăm bàn vậy thôi. Mình có một ngày đó hả? Có ngày em, thứ bảy. Có ngày làm quỳnh chán lắm nha. Nhưng mà buổi sáng là anh em vô rất sớm á.
để vô quay cảnh đồ thầy đồ vô mấy xe đồ thì đó. Nhưng mà bữa ngày đó là Hồng Loan lên nhiều lắm, trời ơi, ngày đó chỗ chùa nào đình nào chùa nào cũng đông lắm vậy luôn hả? Ừ, đâu phải riêng qua riêng đâu. Dạ. Thì đó là đại lễ Vu Lan mà. Vu Lan mà. Là cũng ngày rằm nữa nên ở các chùa cũng đãi cơm chay đồ. Hay hôm qua mắc cười cái đoạn video mà bé Bun chơi với có bé gái chút xíu á. Đâu biết ai đâu. Tôi còn biết ai không? Ai? Cháu ngoại của chị Hồng Loan. Kêu cậu cháu đang chơi với nhau mà mình nói ủa cậu cháu này, nhỏ này là ai ta? Đó, bé đó là cái bé đó là ai bé trời là Hồng Loan có cháu ngoại mà thì đó. Ừ thì em biết là có cháu ngoại lâu rồi mà chưa có thấy cái chỉ chưa có cho thấy mặt đó bé lớn đó thì đó như là anh chưa thấy mặt mà nghe nấu thôi à thì đó mai mới thấy mặt bé nè là đẹp đó bé đẹp hả chị? Ừ tên đẹp đó chị hay vậy chị hỏi cái gì anh? Đâu? Ghê à? Nhìn ngang ngang vậy. À, thấy nhìn nhìn mình nó sao chạy qua trở lại ghê vậy? Cái này 4 lần rồi đó. Nãy giờ 4 lần hả anh? Gì ghê vậy? À chạy xuống tới đó rồi. Kè gần tới xuống đá rồi. Lát quay lại nữa nè. Kiếm mộ thì không không biết thì ra họ bảo vệ luôn chứ chạy đằng lạng thấy nghi ngờ quá. Đó là đường đi ở trong miệng mình mà. Hỏi mình thì đó. Mình luôn à. Bây giờ nó thiệt khỏi cần hỏi bảo vệ được, hỏi mấy nhân viên của hoa viên là ta cũng biết khu nào hết. Thấy không? Chạy hỏi mình cũng biết luôn. Mình giờ cũng biết luôn. Mình giờ mình rành rồi đúng không? Khu nào biết hết rồi. Nói mà hỏi mình cũng biết, hỏi Nga bé My cũng biết luôn. Biết không My? Không. Họ mình cũng biết rồi, trong đó có mình là có My á My. Lâu lâu My lên ghẹo My. Như nào lấy chồng với My? À. Cạt xe hả? Ừ, ghê hả? Sao? Cạt xe hả? Cạt xe là chuyện gì? Là Duyên nó bị cạt xe á. Nó bị hơi tắc nghẽn chú. Tắc nghẽn đúng không? Nghe cạt xe cạt cạt gì hết hồn chứ trời ơi trời. Tới hơi chậm á. À tới hơi chậm kiểu có đèn đỏ đèn xanh nữa phải không? Đèn cam nữa. Vậy là mai mốt là nó mà không có không có ấy là cái nó đi cái dù luôn phải không? Không có kẹt lại đi cái dù luôn. Anh coi anh em gì của ông rải anh coi còn giới thiệu cho mấy mây coi. Lẽ cho nó hốt lẹ đúng không? À, bên chạy hòm được không em? Nhân viên. Được không? Chứ ảnh rải ảnh là con của ông chủ chạy hòm rồi. Giờ anh kiếm ai bên chạy hòm nó đi em út gì của nó ha, anh gì đó. Được không? Là mai cho bé mì luôn đi. Để đốt cho chú đi hút à. Mời chú đi hút. Là đang gọi là chăm sóc cây bà con. Ờ, chú tự đem bông ra ngoài cho bà con lắc. Rồi, giờ mấy anh em đang tổng dọn dẹp nè. Thay khỏi hả? Em có thằng Hải buồn ha. Qua dự đoán như thằng à. Bữa nay chắc mới lên. Trời ơi, nãy giờ. Không bấm hả? Không bấm luôn. Trời ơi. Mà hai cái luôn ha, một cái. Một cái bấm cái hồng. Ô vậy cũng đỡ anh ơi, sợ không bấm hết mới khổ. Cháu bữa anh lớn có xuống được không? Bữa nào? Bữa bảy hả? Dạ. Xuống chứ. Ngày đó đông à. Ngày đó sự kiện qua viên quá trời. Sự kiện mà. Dạ. Chừng xuống sớm luôn á. Đúng rồi. Tới bữa anh phải đi sớm. Tới bữa là chắc em đi mò đất luôn anh ơi. Chắc ba chắc chừng 5 giờ 4 mấy có mặt rồi đó. Để cập nhật sáng cho bà con chứ.
Rồi mời chú về dùng thuốc chú ơi. À, sáng tiền đâu khi chú bà điêu thuốc ha. Rồi cúng bánh ít cho chú. Rồi bữa nay bé My lên hỗ trợ luôn nè, chăm sóc rồng cho chú nè, thấy không? Chú hả cậu My? Cậu hả? Cậu hả? Nó My là cậu chứ không có chú. Cậu hay chú gì cũng được. Cái nào cũng được ha. Ồ, cái này nó ấy dữ lắm á. Hả chị Bích? Này cứ tháo cứ đổ vô rồi hầm múc ra ha. Vậy thôi, người ta để bón phân thôi. Thì biết nhiều tiền thấy không? Mình hút ra. Làm cho gọn lẻ hả? Mua đá nữa hả? Đá nhiều quá. Trời mưa nó trộn xuống hay sao á. Giống đi đào mấy mối quá ha. Chưa biết nó mới nữa. Mối nó mấp 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 vậy đó. Mắc lắm đó chị. Thịt mò tới chịu mấy ký lần á. Chị nghe nói vậy đó. Ý là như vậy đó, chị chưa có biết cái nấm đó. Nấm mối hả? Ừ. Thì nó như nấm rơm vậy đó. Nhưng mà nó cao hơn. Mà nó có cái nó nở ra quá, nó bành bự lắm. Nó cũng nói chung là nó cũng y như dạng có cái tốt, có cái thì nó hơi eo uột, nó giống giống vậy đó. Có cái nó bành bự ra lắm, có cái thì nó nhỏ nhỏ. Chịu mấy à? Nó ngọt mà. Quá, biết ăn đâu. Mà nó nghe mùi thơm ha, không dừng 500-600 chứ chịu mấy gì. Trời ơi, mà đa phần mình mua mấy trăm ngàn mình ăn thôi chứ chịu mấy à dám ăn. Cái bà cũng bán thiệt. Nhưng mà chị hình như là chưa có ăn lần nào luôn á. Chưa có biết luôn nữa. Không biết có khi nào mà có ăn rồi mà không có biết. Thôi để mốt có gì em ra chợ mà em thấy á, em mua cho chị một nắm ha. Ừ. Một nắm thôi chứ nhiều quá không có tiền mua. Nắm cho biết. Nó bự không? Hả? Nó mình vậy đó. Chị gõ vô YouTube á. Bữa đó chị gõ cũng giống mà cái miếng gà quá. Cái chùm nó dưới thì nó ốm cho. Ừ. Cho nó không có uống như nấm rơm mà. Nó dài như em vậy nè, tưởng tượng như em vậy. Nó giống như cây dù vậy chị. Cây dù của chú làm sao nó không giống vậy đó. Nó ngồi hơn nó tả không biết khỏe nấm mối không. Tả ngồi hết biết đường cho cây nấm thành ra cây dù. Đúng rồi. Vậy đó. Trộn lên sao hết hồi hết đất luôn. Đợi đi, đợi đất đi mà. Cho mình lấy cái gì bự bự mình. Bư lên mẹ hết luôn. Tay sao bư đổ xuống dưới. Đó hả? Hả? Ông có đám mà. Ông ở đây chủ yếu ông quay đám. Đào cỏn đó nên.
nó dẻ mì bên đây không có nè. Đào đào không có gì trùng chứ, hiểu ngang đó. Sao trùng hả? Bên đây có con trùng nè. Cắt xớp xớp này là có. Đây vặn lên, đây rồi không có ở đi. Đất phân này đất mặn không có ở đâu. Cồn nó có gì đất phân không có gì. Nay chiều nay đi mua. Mua sáng rồi trả về. Sao chiều sao chú không để chiều hả bưng? Chiều ông mua mà. Ừ, giờ này mát mà, giờ này không làm. Giờ này không làm người chiều nắng sao làm nổi. Không phải là nắng mà là mình bưng gì cái nó thấy đất trời trưa nay. Mà thấy vậy nó hơi phí ha. Cái đổ ra tiền biết nhiêu nói giờ mua rồi đổ lại cái năm sau hay là mấy tháng sau cái đổ ra nữa. Đổ ra cái đổ vô. Đó nó ma vô đó. Anh lớn đi quay đó ma. Ờ cái này chắc em lấy em nghĩ lấy cái quào cho rồi chị ơi. Chứ thấy cái tay mà quào cái này nó múc ở dưới luôn á. Tay đâu chịu nổi. Nó hư móng hết trơn luôn á. Thiệt luôn tay không có móng mà coi chừng là nó hơi bị tà móng luôn. Đi coi coi. Cái giá này thấy không ai xài nè, muốn hư rồi nè. Chị Bích nhìn em nè, thấy cái này nó bị ấy rồi nè, không ai xài nè. Chơi thấy có lý không? Hả? Là sao? Ừ. Sao vậy? Giờ đào quá. Quậy gì vậy mà nứt cái giá ra luôn ghê vậy? Trời ơi. Siêu mẫu rồi. Mẫu xài hao rồi là quá trời đất thôi. Thấy không ai làm nó móc luôn rồi nè, nên mình lấy mà. Cúng đi trước thôi. Không lỡ quất hết bên kia luôn đi. Rồi cái mình đi luôn cho nó xong khỏi rửa tay. Giờ có giá à, cũng nhanh lắm. Ừ. Này có giá thì dễ môi nè ha. Dù sao là chút cũng phải bỏ đất vô, sợ sải sải. Có cái giá này móc nữa. Dạ con chào cô. Cô ở đâu đến cô? Thấy like đến đâu cô? Thấy like cờ đỏ chứ. Cô này đến lần rồi mà. Đến lần rồi giờ xe chạy hút qua tới bển rồi kêu chạy chở qua. Dạ. Cho mượn mấy cái bình mông cũng. Dạ dạ để tụi con hỗ trợ cô. Với em? Nghe nói tiếng dính cảnh đó mà. Cô này đến lần. Đến lần rồi đi hút qua tới bển rồi mới lội qua đây tìm đường qua. Hai cô sáng đến mộ
cưa đến tường hay là ớt ơi. Ủa, không có gì đấy? Nè, cho gỏi. Dạ, dạ, giờ để bỏ vô. Này cũng có mình chú Vũ Linh phải không cô? Đây là mình phải lấy cái mâm. Dạ. Dạ, ở trên ngay chỗ mấy con rồng đó cô. À, dưới bàn thờ chú cũng có cô. Dưới bàn thờ chú. Được không chị? Đi. Lấy cái này được. Đi, lấy đó ra đi. Hai chị mình đi ra đây. Ừ, mấy cô bữa nay lên cúng. Này, cái khăn giấy tao đây nè chị, bên này. Cái này hết không ta? Hay mình bỏ vô cái mâm hay chỗ cái này không ta? Dạ cô. Dạ. Dạ tụi con ở mộ chú Vũ Linh. Dạ. Cô là đi chung với cô đó luôn phải không? Dạ. Hết rồi. Cô qua đi cái bàn. Bở heo mới mục ra. Có dương trái cho anh đây đi. Rồi hết rồi đó nha. Ngày cô sáng lau mộ cho chú Vũ Linh. Vậy là cô, hai cô chắc cũng lên mấy lần rồi cô ha? Lên lần lên hai lần rồi. Dạ. À, ở Cần Thơ hả cô? Gần chỗ Môn không cô? Dạ. Tại hôm qua cũng có cô ở dưới Ô Môn cũng lên. Hôm qua cổ cũng lên đây giếng chú Vũ Linh. Dạ để con lấy nhang cho chú. Rồi để cứ ra đây con lấy. Vậy hả chú? Dạ, ôm ôm mà đi lên đây cũng mấy tiếng đồng hồ. Trời ơi, một giờ khuya cô chú anh chị ơi. Vậy hả chú? Rồi mình có ghé đâu nữa không chú hay là chỉ lên đây? Dạ. Dạ. Ừ, quá quý luôn rồi. Quý rồi, cụ, cô
Thì hồi 1 giờ khuya. Dạ, vậy là chú là lên một lần hả chú? Có lên rồi. Dạ. Một lần, lần này lần thứ hai, cô nói lần thứ hai. Ủa là cô với cô đó là chị em hả cô? Đó là bà ngoại của bà ngoại của con gái của mình. Dạ. Bác Xui. Bác Xui. Bác Xui. Dạ. Ngoại chồng của con gái. Ừ, chồng. Đó mới có đi lần đầu nè. Lúc nhà chưa? Chưa. Lao xong mới đó. Dạ, cô định là lao mộ rồi đâu đó hết là thắp hương. Thương quá. Bảy người ngồi đi có ba người. Bảy chỗ ba người. Dạ. Bao xe đi lên đây. Để con đi lấy hương mà là nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, 75 tuổi. Chú thì mới 67. Và lao mộ và thắp hương cho chú Vũ Linh. Ngày sáng là thứ ba rồi chú anh chị. Yêu quý chú quá bà lại. Bà lớn tuổi hơn chú Vũ Linh. Bà khóc cái gì vậy? Bà khóc rồi. Bà khóc luôn à. Bà 75 tuổi. Bà có gặp chú ở ngoài lần nào chưa bà? Bà quá. Bà khóc nức nở luôn rồi cô chú ơi. Bà khóc rồi. Bà ở nhà chắc theo dõi chú thường xuyên hả bà? Dạ, theo dõi hoài. Cô với chú là đi thắp hương xung quanh coi chú anh chị đó, và khóc rồi. Thôi tới đây thì cái video của Hiện Tiên cũng xin khép lại. Chúc cho cô chú anh chị đang xem kênh có buổi sáng thật là nhiều niềm vui hạnh phúc trong cái ngày thứ ba cô chú anh chị ha. Tôi sẽ hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những cái clip tiếp theo.
Bây giờ Tiên xin chào.